Thưa bà con nông dân và các bạn, chăm sóc và canh tác lúa hè thu là vụ mùa gặp nhiều khó khăn nhất trong năm. Do thời tiết đầu vụ khô hạn, nắng mưa xen kẽ là điều kiện lý tưởng để sâu bệnh cũng như là lúa cỏ và cỏ dại phát sinh. Trong đó, cỏ dại là một trong những loại dịch hại nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến 50% năng suất. Do đó, việc quản lý lúa cỏ và cỏ dại ngay từ đầu vụ để giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt là việc làm hết sức quan trọng. Và ngày hôm nay, tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành, huyện Thoại Sơn, các kỹ sư của Tập đoàn Lộc Trời sẽ đồng hành cùng với bà con nông dân trong việc quản lý lúa cỏ và cỏ dại một cách hiệu quả trong ngay đầu vụ hè thu này. Tại buổi khảo nghiệm thực tế ở Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, các kỹ sư của Tập đoàn Lộc Trời khẳng định có nhiều nguyên nhân gây ra cỏ dại, lúa cỏ và sâu bệnh nhiều trong vụ lúa hè thu này. Trong đó, nguyên nhân cơ bản nhất là do đồng ruộng canh tác liên tục nhiều vụ trong năm, nên khâu dọn đất và vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo sạ chưa được chuẩn bị tốt. Bên cạnh đó là việc sử dụng nguồn lúa giống chưa đạt chuẩn, còn lẫn tạp nhiều hạt cỏ, lúa cỏ kết hợp với nguồn hạt cỏ, lúa cỏ tích lũy nhiều năm trong đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho cỏ dại và lúa cỏ phát triển mạnh, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa của bà con. Do đó, khâu cày xới, phơi đất, vệ sinh đồng ruộng là biện pháp rất cần thiết nhằm gia tăng từng lớp canh tác, tạo điều kiện cho lúa phát triển mạnh và sâu hơn. Điều này giúp cho cây lúa đứng vững, hạn chế được đổ ngã ở giai đoạn cuối vụ. Hơn nữa, sau khi được cày xới, bà con có điều kiện chan bằng mặt ruộng, vệ sinh đồng ruộng sạch cỏ. Đất có mặt bằng cộng với việc cày bữa nhuyễn sẽ tạo điều kiện cho mầm lúa mọc khỏe, giảm chi phí dặm lúa, chi phí trừ cỏ dại, chi phí bơm nước. Đặc biệt, việc cày ải phơi đất sẽ cắt được nguồn dịch bệnh lây nhiễm trong đất. Theo kinh nghiệm sản xuất của bà con nông dân trong vụ lúa hè thu, cỏ dại và lúa cỏ là đối tượng dịch hại nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho ruộng lúa như giảm năng suất và phẩm chất bằng cách cạnh tranh ánh sáng, dinh dưỡng và nước với cây lúa. Đồng thời, cỏ dại, lúa cỏ còn là nơi trú ẩn của chuột và các loại sâu bệnh hại khác. Vì vậy, việc phòng trừ cỏ dại và lúa cỏ là một trong những mối quan tâm của bà con nông dân ngay từ đầu vụ. Ngoài khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng thì khâu chọn giống xác nhận cũng góp phần đáng kể trong việc hạn chế cỏ dại và lúa cỏ. Riêng đối với biện pháp hóa học, hiện nay Tập đoàn Lộc Trời đã đưa ra thị trường sản phẩm Sofit, thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm sử dụng trong những điều kiện canh tác khác nhau nhưng đã đem lại hiệu quả rất cao, như sử dụng Sofit trên nền ngập nước, trước sạ, trên nền ẩm ngay sau khi sạ, trên nền ẩm sau sạ 1 ngày, nền ẩm sau sạ 2 ngày và phun trên nền ngầm lở. Thực tế đã có rất nhiều nông dân sử dụng sản phẩm này cùng kết hợp với Bruiser để mầm lúa mọc mạnh, mạ xanh mướt, rễ phát triển mạnh, giúp cây lúa khỏe ngay từ đầu khỏi sự tấn công của bồ lạch, rễ nâu, giảm lây lan của rầy ngay trong giai đoạn mạ. Địa phương tôi đã xuống giống đến nay là được 21 ngày rồi. Dạ thưa anh, là trong điều kiện mà mình xuống giống như vậy thì mình có cảm thấy là áp lực sâu bệnh hay là có vấn đề gì không và anh xử lý như thế nào? Với cái điều kiện mà rầy di trú với này thời tiết mà khắc nghiệt ấy, thì trong địa phương tôi là bà con cũng đa phần người ta xử lý bằng rui xe để ngâm giống. Thứ nhất là để quản lý tất cả các cái côn trùng mà di trú để gây hại, như là thứ nhất là rầy nâu, hai là bọ trĩ, rui xe, nó sẽ tạo cho cái mầm lúa ra rất là mạnh để cái bộ rễ nó dài để nó chống chịu với cái thời tiết là khô hạn cũng như là khắc nghiệt của thời tiết. Đối với ruộng mà anh đã xài được 21 ngày rồi thì anh xử lý lúa cỏ và cỏ dại như thế nào anh? Thứ nhất là tôi phải quan tâm tới cái vấn đề là làm đất cho thật tốt, nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ trang ủi lại cái mặt ruộng của mình. Thứ hai nữa, phải làm sao cho cái mặt ruộng nó phải có bùn để nó giữ được cái độ ẩm. Và tôi sử dụng Sofit là cũng rất là nhiều năm rồi. Và Sofit đưa lại cái hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là quản lý cỏ và lúa cỏ rất là tốt. Trong cái điều kiện mà thời tiết mà khắc nghiệt như vậy thì bà con có thể sử dụng Sofit. Mà nếu mà gặp trời mưa thì bà con cứ biết giữ nước lại. Qua đêm bà con rút ra thì Sofit vẫn đem lại hiệu quả cao. Và hiện giờ là lúa tôi 21 ngày rồi mà tôi sử dụng Sofit có một lần mà không phải sử dụng thuốc, phải quét lại các gò.
Rồi cứ làm. Được biết là anh là người sản xuất giống nhiều năm rồi, thì không biết là khi mình sử dụng sản phẩm Sofit thì anh có tâm đắc gì không ạ? Thì trước đây thì cái đồng ruộng của mình nó lúa đuôi lúa cỏ rất là nhiều. Khi tôi xài Sofit đến nay cũng gần 20 năm, thì trên đồng ruộng của tôi hiện nay thì cái lúa đuôi lúa cỏ thì nó tiêu diệt hoàn toàn. Cái chi phí của tôi rất là nhẹ. Đối với những người nông dân mà sản xuất đại trà thì anh thấy là mình có nên sử dụng Sofit cho ruộng lúa không? Thì nói chung á, cái Sofit á, khi mình sử dụng xong thì tất nhiên là cái lúa đuôi lúa cỏ nó không lên được. Không phải riêng cái lĩnh vực làm giống của tôi mà mình sử dụng Sofit, mà cái người dân ở ngoài làm lúa hàng hóa thì người ta cũng vẫn xài Sofit tốt. Có nghĩa là gì? Sofit đem lại lợi nhuận cho bà con rất là lớn. Cái chi phí sau này khỏi phải sử dụng cái công lao động để mà nhổ cỏ hoặc là lúa lại. Thưa anh, là trong giai đoạn hiện nay thì có một số ruộng đang thu hoạch, có một số ruộng cũng đang xuống giống, vậy thì cái mật độ mà rầy nâu vô đàn rất là cao, vậy thì quá trình mình xử lý giống như thế nào để mà mình có thể chống được bệnh vàng lùn lùn xoắn lá anh? Với tình hình hiện nay thì nói chung là đối với người nông dân rất là bất lợi. Khi chuẩn bị vào vụ sản xuất thì cái người nông dân phải chuẩn bị ngay từ đầu làm sao để cho cây lúa mình nó khỏe, để chống chịu được cái thời tiết bất lợi và cái dịch hại. Thì tụi tôi nông dân, tụi tôi thì thường thường sử dụng cái ru xe, thì tôi thường thường tôi ngâm ru xe trong cái bồn luôn, thì để mà chi để tôi hạn chế được cái con rầy nâu chích hút và cái con bù lạch nó tấn công trên đồng ruộng của mình. Thì vừa qua thì tôi áp dụng rất là thành công, rất là hiệu quả. Và nó còn có một cái hay nữa là khi mà mình sử dụng ru xe thì cây lúa mình á, nó phát triển rất là tốt, xanh, và cái sự nở chồi của nó rất là tốt trong một cái điều kiện hiện nay là thời tiết bất lợi. Thưa anh, trong vụ hè thu này thì anh chọn cái phương pháp xạ nào cho ruộng của mình ạ? Là trong vụ hè thu này là điều kiện nhằm khi mưa đó, là mình xạ nhảy dòng, tôi chọn phương pháp là xạ ngầm lở. Đó, trong khi tôi làm đất xong, phải không? Là tôi mới xạ ngầm, tôi chọn thuốc ăn hết mình á, chung với giống đặng điệt ốc á, rồi xạ xong 2 đêm tôi khui nước ra, khui là tôi xịt Sofit, xịt rất là an toàn, nghĩa là xịt nó vừa diệt được cỏ, diệt được lúa cỏ, rất là an toàn cho lúa. Ruộng tôi phun Sofit thì lúa thì vẫn an toàn, lên tốt đẹp, không ảnh hưởng gì đấy môi trường và cả cây lúa. Phun Sofit thì cái an toàn cho lúa là không bị ảnh hưởng đến cái mà chồi lúa, và an toàn cái là không có cỏ nó ém được, không có lên được sau khi phun. Tôi phun Sofit thì từ nào giờ thấy là hạt giống cũng mập khỏe và lên tốt, không có bị là chết giống. Thưa thầy, là rất là nhiều nông dân thắc mắc là Sofit có tác động kép, vậy thì tác động kép đó là như thế nào hả thầy? Tác động kép thì tức là nhiều cái loại thuốc diệt cỏ ở Việt Nam mình thì nó chỉ diệt cỏ dại bình thường thôi, nhưng mà riêng cái Sofit thì nó diệt được cả cỏ dại bình thường, tức là các cái loại cỏ thuộc nhóm quả bán, cỏ lát và cỏ lá rộng, và đồng thời nó diệt được cái lúa cỏ nữa. Đấy thì cái người ta gọi là như vậy. Bởi vì không có cái thuốc nào diệt được cái lúa cỏ và lúa rài cả. Chỉ có cái Sofit tiền một mầm thì diệt được vừa cỏ dại thông thường mà vừa là lúa cỏ và lúa rài. Thưa thầy, là đối với mình, đối với người nông dân thì khi sử dụng Sofit thì có lưu ý gì về cái thời gian sử dụng không thầy? Thuốc Sofit thì nó đặc biệt cái chỗ này là nó rất linh hoạt trong cái cách sử dụng. Tức là người ta có thể sử dụng bằng cách phun tóe trong nước trước khi gieo xạ. Còn ngay cả cái ngày mà mình gieo xạ đó thì mình cũng có thể sử dụng Sofit ngay cái ngày đó. Rồi từ 1 ngày đến 4 ngày sau khi xạ thì có thể sử dụng là bất cứ ngày nào trong những ngày đó. Nhưng mà thông thường tiện lợi nhất là 2 ngày sau khi xạ. Vì sao? Vì mình xả xong rồi cho cái đất nó ổn định rồi thì hoặc là phun bằng bình đeo dây. Và đặc biệt là hiện nay có nhiều cái máy móc với cái công suất rất cao thì người ta có thể chạy cái máy đó phun trên cái diện rất rộng
trên cái ruộng lúa của mình. Thì như vậy là trứng sau một ngày sau khi xạ xong rồi chuẩn bị máy móc và sẵn sàng, thì hai ngày sau khi xạ là thời gian tối ưu, cái ẩm độ trong đất nó cũng vừa phải, và như vậy thì cái tác dụng nó rất tốt. Còn nếu mà vì lý do gì đó mà hai ngày chúng ta chưa có phun được trong cái ngày tối ưu đó, thì ba ngày hoặc bốn ngày sau khi xạ chúng ta vẫn có thể sử dụng Sofit một cách hiệu quả. Thưa kỹ sư, là người phụ trách việc khảo sát sử dụng Sofit trên đồng ruộng bằng nhiều cách khác nhau, thì sau 5 ngày sử dụng thì anh thấy cái hiệu quả của việc sử dụng như thế nào ạ? Thưa bà con, đối với Sofit thì hiện nay chúng tôi đưa ra nhiều cái giải pháp để chúng ta quản lý cái cỏ dại cũng như là lúa cỏ trong cái đồng ruộng chúng ta. Thì qua cái điểm mà khảo sát ở đây chúng tôi làm 5 cái giải pháp. Thứ nhất là cái giải pháp chúng ta xử lý cái Sofit trên cái nền ngập nước trước khi xạ. Rồi chúng ta xử lý cái Sofit ngay khi xạ, và sau đó một ngày, rồi sau khi xạ hai ngày, và luôn cái phương pháp là xạ ngầm lỡ hai ngày. Thì sau 5 ngày chúng tôi quay lại chúng tôi đánh giá thì cả 5 cái giải pháp này đều cho cái kết quả rất là tốt trong cái vấn đề mà chúng ta quản lý cái cỏ dại cũng như là cái lúa cỏ. Và thực tế trên 5 cái điểm này mình thấy có một cái điểm mạnh là khi chúng ta xử lý Sofit trên nhiều cái điều kiện khác nhau thì cái cây lúa chúng ta nó rất là an toàn. Những cái chỗ gò cũng như là những cái chỗ chủng nó lên rất là tốt. Qua đó chúng ta có thể đưa cái Sofit vào cái đồng ruộng mình xử lý với nhiều cái biện pháp khác nhau, nhiều cái điều kiện thực tế của bà con để chúng ta quản lý cái cỏ dại trong cái vụ hè thu này nó được thành công hơn. Và thực tế tùy theo cái điều kiện mà trong cái vụ hè thu này bà con có thể mình đưa cái Sofit qua cái giải pháp là sử dụng sau xạ 2 ngày thì nó cho cái kết quả rất là tốt. Và so với cái ruộng đối chứng kế bên thì cái nền chúng tôi sử dụng cái Sofit cho cái hiệu quả là rất là tốt. Đó là một cái điểm lợi mà trong cái vụ hè thu này bà con chúng ta nên đưa cái Sofit vào đồng ruộng để chúng ta quản lý cái cỏ dại cũng như là lúa cỏ trong cái vụ hè thu này. Thưa kỹ sư, là trong quá trình mà mình sử dụng Sofit đối với những cánh đồng lớn thì nếu như mà trong trường hợp mình thiếu nhân công hoặc là thời gian xạ nó cập rập như vậy thì mình sử dụng Sofit như thế nào để hiệu quả nhất anh? Trong cái tình hình đó thì chúng tôi vẫn khuyến cáo bà con mình đưa cái Sofit vào cái ngày thứ hai sau khi xạ là cái giải pháp tốt nhất. Tại cái đó nó vừa giải quyết cho bà con cái vấn đề thời gian để chúng ta có cái nhân công chúng ta canh tác. Cái thứ hai là cái ngày thứ hai là cái ngày mà đất nó thuận lợi nhất. Có nghĩa là sau khi chúng ta là đánh trang bằng mặt ruộng và để cho đất nó dẻ lại, và cái chúng ta xạ xuống vào cái ngày thứ hai là đất là nó đủ cái độ ẩm thuận lợi. Và cái Sofit chúng ta đưa trên cái điều kiện đó thì nó rất là an toàn, và cái cỏ dại chúng ta quản lý rất là triệt để. Đó là cái giải pháp tốt nhất mà hiện nay trong cái vụ hè thu mà chúng tôi khuyến cáo cho bà con mình chúng ta nên sử dụng bằng cái giải pháp này ạ. Thưa kỹ sư, là trong giai đoạn đầu vụ như thế này thì ngoài lúa cỏ và cỏ dại thì bà con nông dân cần lưu ý vấn đề dịch hại gì nữa ạ? Hiện nay bà con quan tâm nhất là cái vấn đề rầy nâu. Thời gian qua bà con thấy là cái tình hình mà cái vàng lùng nó gây hại trên cái nhà lúa đông xuân rất là lớn, và cái nguy cơ nó bộc phát cái vụ hè thu rất là cao. Thành ra trong cái vụ xuống giống hè thu này, bà con chú ý nhất là cái giải pháp chúng ta ngăn chặn rầy nâu ngay giai đoạn đầu bằng cái việc chúng ta xử lý giống bằng cái ruse. Thì đối với cái ruse, mục tiêu chính chúng tôi đưa vào cái đồng ruộng để quản lý, thứ nhất là ngăn chặn con rầy nâu trong giai đoạn là 15 ngày đầu. Và cái thứ hai là trong mùa nắng chúng ta quản lý được cái con bù lạch rất là tốt. Và đối với cái việc mà xử lý ruse, hiện nay chúng ta cho rằng đó là một cái giải pháp tốt nhất để chúng ta ngăn chặn được cái rầy nâu xâm nhập vào ngay giai đoạn đầu. Thì cái khả năng mà chúng ta quản lý tốt nó hạn chế được cái vấn đề vàng lùng ở giai đoạn sau. Đó là cái vấn đề đầu vụ mà chúng ta nên quan tâm và chúng ta đưa cái giải pháp ruse vào chúng ta xử lý. Bên cạnh đó thì hiện nay cái rầy nâu, cái mang tỷ lệ cái mang mầm bệnh rất là cao. Và theo một số cái địa phương thì cái tỷ lệ mang mầm bệnh lên tới 30-50% rồi. Thành ra đây là cái điều kiện rất là khó. Nếu mà chúng ta xuống giống đầu vụ mà chúng ta không quản lý triệt để thì cái vấn đề vàng lùng nó sẽ gây hại rất là nặng ở giai đoạn sau. Và có ba cái lưu ý mà bà con chúng ta xuống giống ở cái vụ này. Thứ nhất, làm sao chúng ta phải xuống giống né rầy là cái chúng ta quản lý cái rầy nâu. Cái thứ hai là làm sao chúng ta lại cái vụ hè thu này là cái vụ ngộ độc hữu cơ, làm sao mà chúng ta giải quyết cái ngộ độc hữu cơ nó tốt, thì cái chuyện mà khi có cái vàng lùng thì cái mức độ thiệt hại do cái vàng lùng nó cũng nhẹ hơn. Và cái thứ ba là cái giống mặn cảm, trong điều kiện mà cái vụ hè thu vàng lùng cao chúng ta đưa cái giống ít mặn cảm thì cái mức độ vàng lùng nó sẽ nhẹ hơn. Và trong cái giải pháp này bà con mình lưu ý để bà con mình quản lý cho nó triệt để. Và một trong những cái giải pháp mà chúng tôi đưa thêm đó là chúng ta quản lý cái ruse vào giai đoạn đầu, thì đó là một cái giải pháp tốt để ngăn chặn cái rầy nâu mà thời gian qua chúng ta đã áp dụng rất là thành công. Qua khảo nghiệm thực tế sử dụng sản phẩm Sofit tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành, một lần nữa đã khẳng định sản phẩm này đã góp phần hạn chế cỏ dại và lúa cỏ ngay từ đầu vụ.
Hy vọng là với những thông tin vừa cung cấp sẽ giúp cho bà con nông dân quản lý tốt lúa cỏ và cỏ dại ngay từ đầu vụ hè thu để đảm bảo năng suất khi thu hoạch. Đến đây thì chuyên đề Nông dân cần biết kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.